Nguy cơ xảy ra một đại dịch trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lời cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua tại cuộc họp đang diễn ra ở Mexico. Theo WHO, cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hết sức mới mong ngăn chặn được nguy cơ này. Hơn 100 các chuyên gia y tế đến từ 30 nước trên thế giới đã hội tụ về thủ đô Mexico của Mexico trong tuần này để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây từ động vật sang người lan ra trên toàn thế giới. Hội nghị kéo dài 3 ngày này do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Chính phủ Mexico chủ trì mang chủ đề Rủi ro sức khỏe trong hệ sinh thái con người động vật, nhắm tới mục đích lập nên một hệ thống phối hợp toàn cầu để đối phó tốt hơn với dịch bệnh trong tương lai, cũng như nguy cơ nhiễm bệnh nguy hiểm từ động vật sang con người. Chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một đại dịch mới trong tương lai. Chúng ta biết rằng virus có thể gây ra đại dịch cúm ở động vật và chúng ta không biết khi nào một trong những loại virus này sau đó lây nhiễm sang con người và sau đó là lây ra toàn thế giới. Chúng ta cũng không biết khi nào một điều tương tự như vậy sẽ xảy ra và chúng ta cũng không biết được mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Với dịch cúm lợn và cúm gia cầm bùng phát trong thời gian gần đây tại các nước đang phát triển, trọng tâm của hội nghị lần này chủ yếu tập trung vào cách làm thế nào để trang bị tốt hơn cho các nước nghèo về nguồn lực cần thiết để xử lý các dịch bệnh truyền từ động vật sang con người. Theo dõi và giám sát dịch cúm đã được tăng cường trong những năm gần đây trên toàn cầu kể từ khi dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở châu Á. Các chuyên gia lo sợ rằng một chủng cúm khác có thể gây ra một đại dịch, giết hại hàng triệu người và sẽ là một cú sốc lớn đối với nền kinh tế thế giới hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.